Xin sư cho con hỏi về ngài Nanda, em trai của Đức Phật được nhắc đến ở đâu trong kinh? Con thắc mắc về cuộc đời của ngài ấy từ lúc xuất gia đến lúc niết bàn. Xin cảm ơn sư. Quý vị xem trong chú giải pháp cứu ha, có bốn chú giải pháp cứu, bốn quyển của ngài Pháp Minh á, là có nhắc tới. Hình như là ở đoạn đầu thôi, ở đoạn đầu, ở trong cái đoạn đầu á, là có trường hợp của ngài Nanda. Quý vị xem trong cái mục lục á, là ra. Để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.